Đây là khoảnh khắc đánh dấu lần cuối cùng những cổ động viên Manchester United được chứng kiến Erik ten Hag cầm quân ở đấu trường châu Âu, bởi những kết quả đáng buồn liên tiếp đã khiến vị chiến lược gia người Hà Lan chẳng còn giữ nổi chiếc ghế mà mình đang ngồi tại câu lạc bộ. Dù từng đưa Ajax Amsterdam đi đến bán kết Champions League, nhưng chẳng hiểu vì sao thầy mười khó lại kém cỏi đến vậy khi dẫn dắt Quỷ Đỏ. Dưới bàn tay của ông, đại diện thành Manchester dừng bước sớm tại cúp C1 châu Âu và vẫn chưa thắng tại Europa League mùa giải năm nay. Chuyện thuyền trưởng này ra đi đến như một lẽ tất yếu. Nhưng mọi thứ đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực kể từ thời điểm Ten Hag bật bãi khỏi Old Trafford. Hai trận đấu vừa qua dưới triều đại của Van Nistelrooy dù chỉ là tạm quyền, song Manchester United đã mang tới nhiều dấu hiệu tích cực cả về lối chơi lẫn tinh thần. Ở đó thì họ không chỉ bất bại mà còn ghi tới 6 bàn vào lưới của các đối thủ. Thậm chí là nếu tập trung và tỉnh táo hơn, Quỷ Đỏ đã sở hữu trọn vẹn cả hai chiến thắng tại các màn chạm trán vừa nhắc tới. Đây chính là cơ sở để các cổ động viên đại diện thành Manchester tự tin trong cuộc đối đầu PAOK ở lượt trận thứ tư Europa League. Nhà hát của những giấc mơ, thay vì gieo rắc bao nỗi ám ảnh kể từ đầu mùa, bây giờ đang trở thành điểm tựa cho sự hồi sinh từ câu lạc bộ ấy. Trước đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn nhiều về cả trình độ lẫn chất lượng đội hình, tất cả đều đang đợi chờ vào màn trình diễn thăng hoa được tạo ra từ thầy trò Van Nistelrooy, qua đó giúp Quỷ Đỏ lần đầu tiên ở sân chơi châu lục được tận hưởng hương vị chiến thắng. Khởi sắc là những gì có thể nói về Manchester United kể từ thời điểm chia tay thầy mười khó. Thay vì mang tới lối chơi rệu rã và rời rạc, thứ mà tập thể này tạo ra trước Leicester hay Chelsea là sự quyết tâm thấy rõ. Dù cho vẫn còn đó nhiều vấn đề nơi đội hình Quỷ Đỏ hay là các phương án tấn công lẫn phòng ngự, song chí ít thì các cổ động viên đã nhìn thấy được các thay đổi tích cực thể hiện rõ về kết quả trên sân. Đây được xem như là nguồn động lực to lớn cho đội chủ sân Old Trafford trong màn tiếp đón PAOK tại sân chơi Europa League. Chuỗi 3 trận toàn hòa kể từ ngày tham dự sân chơi này đang khiến Man United gặp khó trên hành trình góp mặt ở top 8. Vị trí sẽ đảm bảo cho họ một suất vào thẳng vòng đấu loại trực tiếp. Thứ hạng 21 trên 36 rõ ràng là con số quá thất vọng so với thực lực cùng với tham vọng từ đại diện xứ sương mù. Vì thế hơn lúc nào hết, câu lạc bộ được dẫn dắt bởi Ruud van Nistelrooy đang rất cần chiến thắng để vừa cải thiện thứ hạng, vừa giúp các khán giả lần đầu tiên được chứng kiến đội nhà sở hữu 3 điểm trọn vẹn tại đấu trường châu lục. Ngoài việc đã cải thiện về lối chơi lẫn tinh thần, điều đem tới cho người hâm mộ Manchester United niềm tin về kết quả ấn tượng còn tới từ việc có không ít ngôi sao đã dần tìm lại bản ngã. Đó là Bruno Fernandes khi anh đã ghi được 3 bàn ở 2 trận gần nhất. Còn Casemiro, ngoài cú đúp vào lưới của Leicester, cũng đã thi đấu tốt trước Chelsea. Hàng thủ của Quỷ Đỏ với Martinez, De Ligt, Dalot hay Mazraoui phần nào để lại những dấu ấn lớn về chuyên môn. Đây thực sự là cơ sở để đại diện thành Manchester hướng đến kết quả thuyết phục trên sân nhà. Bên kia chiến tuyến, PAOK đang thể hiện phong độ không mấy thuyết phục trong quãng thời gian qua. 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, tập thể này chỉ có 2 chiến thắng, minh chứng cho sự bất ổn về lối chơi. Dù vẫn đang có vị trí nhì bảng tại giải vô địch quốc gia Hy Lạp, song thành tích mà câu lạc bộ ấy sở hữu tại Europa League lại rất kém cỏi. Tương tự như là Manchester United, PAOK vẫn chưa biết tới mùi chiến thắng, thậm chí là họ mới chỉ hòa 1 và đã để thua 2. Những kết quả như thế khiến cho đại diện Hy Lạp chỉ xếp thứ 30 trên 36 câu lạc bộ tham dự. Việc phải hành quân đến Old Trafford thực sự là thách thức không nhỏ cho đội bóng này. Dù cho Quỷ Đỏ chưa có thành tích cao khi vươn ra sân chơi châu lục, nhưng rõ ràng là khác biệt quá lớn về đẳng cấp lẫn chất lượng đội hình là điều có thể nhìn thấy rõ. Trong số các cầu thủ PAOK hiện tại, có một cái tên từng trưởng thành từ lò đào tạo của chính Man United, đó là Sola Soratire. Tuy nhiên, cầu thủ tuổi 20 chưa có bất cứ lần ra sân nào cho đội một câu lạc bộ trước khi đến với đại diện Hy Lạp theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè vừa qua. Vì thế, thật khó để tiền đạo người Anh nhận được sự quan tâm ở ngày trở lại với mái nhà xưa. Cuộc chạm trán ở lượt trận thứ tư Europa League sẽ đánh dấu lần đầu tiên Manchester United đối đầu PAOK ở sân chơi châu lục. Cả hai chưa từng so tài tại bất cứ sân chơi nào trong quá khứ. Chắc chắn với lợi thế sân nhà, cùng với dàn sao đang sở hữu, chuyện thầy trò Van Nistelrooy được đánh giá cao hơn chẳng hề bất ngờ. Song họ sẽ phải rất cẩn trọng, bởi nếu quá mải mê tấn công, phung phí các cơ hội, đại diện thành Manchester hoàn toàn có thể phải trả giá đắt. Về mặt lực lượng, Man United nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục thiếu vắng những cái tên như Kobbie Mainoo, Mason Mount, Lenny Yoro, Luke Shaw hay Tyrell Malacia, trong khi cơ hội ra sân của Christian Eriksen hay Anthony vẫn còn đang bỏ ngỏ. Với các vị khách đến từ Hy Lạp,
họ sẽ mang tới xứ sương mù dàn cầu thủ mạnh nhất. Dù vậy, sự chênh lệch về chất lượng đội hình vẫn là điều nhìn thấy rõ ở đôi bên. Old Trafford đang thực sự trở thành điểm tựa cho Manchester United dưới triều đại mới, khi mà cả hai màn so tài vừa qua, họ đều đưa đến nơi các cổ động viên lối chơi giàu tính cống hiến. Tuy nhiên, điều khiến các khán giả âu lo nhiều nhất vẫn là khả năng chuyển hóa các cơ hội cuối cùng. Những pha bỏ lỡ vô duyên mà Rashford hay Garnacho thực hiện trước Chelsea để lại quá nhiều nuối tiếc. Do vậy, muốn có được 3 điểm đầu tiên tại đấu trường hạng 2 châu Âu, các chân sút của Quỷ Đỏ cần phải thể hiện sự hiệu quả tối đa ở mỗi lần vung chân dứt điểm về phía khung thành đối phương. PAOK thừa hiểu các áp lực lớn mà mình sẽ phải đối mặt ở chuyến làm khách tới nhà hát của những giấc mơ. Vì thế, một điểm khi ra về có lẽ đã là kết quả thành công cho đội bóng này. Dù rằng, chừng đó vẫn là không đủ để họ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Europa League. Muốn chen chân vào nhóm có suất tham dự hai lượt trận playoff tranh vé vào vòng 1/8, đại diện Hy Lạp cần có các chiến thắng. Song trước quyết tâm và khí thế từ Manchester United, sẽ chẳng dễ dàng cho tập thể này đạt được mục tiêu. So với FC Twente, FC Porto hay Fenerbahce, PAOK là đối thủ nhẹ ký hơn rất nhiều với Quỷ Đỏ thành Manchester. Vì thế, hơn lúc nào hết, họ phải có được chiến thắng để hy vọng vào thật nhiều bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng. Chưa kể, đây còn là lần đầu tiên và duy nhất Van Nistelrooy chỉ đạo câu lạc bộ tham dự sân chơi châu lục. Trong quãng thời gian tới, huyền thoại Manchester United sẽ nhường lại vị trí này cho tân huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim. Bởi vậy, trước khi làm điều đó, vị chiến lược gia người Hà Lan chắc chắn là muốn cùng với đội nhà mang tới màn trình diễn thật đáng nhớ cho các khán giả thân yêu. Cuộc chạm trán vào rạng sáng ngày 8 tháng 11 cũng là cơ hội cho nhiều cầu thủ vốn đang không có phong độ tốt tại Quỷ Đỏ thể hiện bản thân. Những cái tên như là Rashford, Amad Diallo hay Joshua Zirkzee cần phải tận dụng màn so tài này để tranh thủ ghi điểm trước tân huấn luyện viên Ruben Amorim. Ngay kể cả Alejandro Garnacho cũng cần thể hiện giá trị sau màn thể hiện nhận về không ít chê trách trước Chelsea bởi các quyết định thiếu tỉnh táo và dứt khoát. Hơn lúc nào hết, Man United cần có 3 điểm, thậm chí là hướng đến kết quả với cách biệt lớn trước đối phương. Nếu chẳng thể làm được điều đó, sẽ rất khó để câu lạc bộ này mơ về một vị trí trong top 8 sau khi 8 lượt trận khép lại. Còn đối với đại diện Hy Lạp, bất chấp việc Man United đang không có sức mạnh vượt trội như ở quá khứ, thì đại diện xứ sương mù vẫn là thách thức lớn cho tập thể ấy. Thật khó để đòi hỏi họ làm nên được bất ngờ khi mà phong độ lẫn tinh thần đều đang bất ổn sau chuỗi trận thiếu thuyết phục tại Europa League kể từ đầu mùa giải. Với lợi thế sân nhà, tinh thần lên cao cùng với nhiều ngôi sao chất lượng đang dần tìm lại đẳng cấp vốn có, chiến thắng là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay Quỷ Đỏ. Thậm chí là họ có đủ khả năng để tạo nên cơn mưa bàn thắng vào lưới đội bóng tới từ Hy Lạp. 3 điểm ở lần đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ thi đấu tại trời Âu, đó hẳn là kỷ niệm đáng nhớ dành cho Ruud van Nistelrooy. Thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều đang đứng về phía đại diện thành Manchester. Do vậy, chẳng có lý do gì để họ không nghĩ về chiến thắng. 3-0 có thể sẽ là kết quả ở màn đối đầu này.